Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 35 Hankuk Drama Cherry Chanayo. Hankuk Drama là cái drama là phim truyền hình, còn ka đây là trợ từ chủ ngữ. Hankuk Drama là phim truyền hình Hàn Quốc. Cherry Chanayo là thú vị, hay, đúng không ạ? Chanayo là mà. Đây là cái cấu trúc pháp lát sau chúng ta sẽ học. Bài 35 chúng ta có mục tiêu bài học ngày hôm nay là chúng ta có Yu Maragi là chúng ta nói về lý do, thứ hai nữa là Chu Chức Haki tức là chúng ta phỏng ngữ pháp chúng ta có động từ đi với động từ chính tính từ Chanayo là tiếng Việt Nam nó là cái gì đó mà ví dụ ăn rồi mà là đi với đi rồi mà. Đúng không? Tiếp theo là n nên cơ cắt thả nên ưng n cơ cắt thả đây là chúng ta dự đoán chắc là hoặc là có lẽ thì chúng ta sẽ dùng cái cách như thế này ngữ pháp tí nữa chúng ta sẽ học từ vựng ơ huy chúng ta sẽ học về từ vựng đề, về chủ đề đầu tiên đó là Hallyu. Hallyu là làn sóng văn hóa Hàn Quốc. Tiếp theo kiêng chê mít san ấp là kinh tế và công nghiệp, kiêng chê là kinh tế, mít là và san ấp là công nghiệp. Tiếp theo, trông bô muôn hoa, phần thông tin văn hóa. Chúng ta có Hallyu Yeoheng, đây là du lịch, trào lưu văn hóa Hàn Quốc. Cái này thì cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần bài học. Ở phần số 1, chúng ta nhìn ở đây ạ, chúng ta thấy theo hoa in, ở đây chúng ta có, đây là cái tivi đấy nhá, tivi này. Hai bạn này chuẩn bị xem tivi này. Thare에서 온 그대 cái gì ạ? Chắc là phim cô gái đến từ mặt trăng hay là cái gì cầu hay là con người con trai đến từ mặt trăng đây ạ. Và chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây ạ. Subiga nha. Subiga nói ạ. Chigum drama ga sijak deyo. Đây, drama. Hương chỉ Bali Goseo, Hương đến nhanh lên ạ. À. Ồ, Kim Su-yeon chỉ chẳng mà mới chỉ à này ô. Không phải diễn viên là Kim Su-yeon rất là đẹp trai đúng không ạ? Uri Koyang Chin Ku Tân Tô, à chú chú ai ô. Các bạn ở quê hương tôi cũng rất là thích. Hương chỉ Koyang에서도 tô. Hàn Quốc drama ga inki ga isseoyo. Inki ga isseoyo có nghĩa là inki là sự hâm mộ, sự hâm mộ ở đây ạ. Inki ga isseoyo có sự hâm mộ không ạ? Hâm mộ về cái gì ạ? Hàn Quốc drama. Đấy, hâm mộ về Hàn Quốc drama. Tức là Hương quê của bạn ấy thì phim truyền hình Hàn Quốc cũng được mến mộ chứ? Hay cũng có được mến mộ lắm không? 그럼요, đương nhiên rồi. 한국 드라마가 재미있잖아요. Phim truyền hình Hàn Quốc thú vị mà. Subiga 씨는 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? Subiga 한국 연예인 중에 là trong số, đúng không? 연예인 là nghệ sĩ Hàn Quốc, trong số các nghệ sĩ của Hàn Quốc. Nuguren chế yếu, chế là nhất, chúa yếu là thích. Thì bạn thích nhất ai? Nuguren chế chúa yếu. Subiga nói ạ, cho nên Big Bang은 chế chúa yếu. Big Bang chính là cái ban nhạc Big Bang ấy. Mới chích Chanayo, rất là ngầu mà, rất là đẹp trai mà. Nhá, đấy là cái nội dung đoạn này. Thực tế là đang hỏi phim về Kim Su-hyun và phim truyền hình Hàn Quốc ở quê của bạn có mến mộ không? Bây giờ mời các bạn đọc mỗi người đọc một lần được không ạ? Mời bạn Hà trước nhé. Hà đọc trước. Chị cùng drama ca si chắc đều Hương si Alio seo Ô Kim Su-hyun si Chẳng mang mơ xích chi à này ô Uri cô hàng chim cu tương tô A chú chúa hèo Hương si
공항에서도 한국 드라마가 인기가 있어요? 그러면 한국 드라마가 재미있잖아요. 수피 가수는 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? 저는 빅뱅은 제일 좋아해요. 네, 멋있잖아요. 오케이, 멋있잖아요. 어머짱? 네, 지금 드라마가 시작돼요. 흥시. 드, 드라마 chứ không phải là từ đi mà. 지금 드라마가 시작돼요. 흥씨 빨리 오세요. 오, 김수영 씨 정말 멋있지 않아요? 않아요? 우리 고향 친구들과 아주 좋아해요. 좋아해요. 흥씨 고향에서도 한국 드라마가 인기가 있어요? 그럼요. 한국 드라마가 재미있잖아요. 수피카 씨는 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? 저는 빅뱅은 제일 좋아해요. 멋있잖아요. 네, 멋있잖아요. Ngọc có đây không Ngọc? Vâng. Ngọc đọc từ đầu đến cuối Ngọc ơi. Vâng. Chỉ cưng từ Amaka si chắc tuều hương si pani oseo o kim su hương si chung man mơ sít chi an hai o uri cô hàng chín cu tân tô a chu cho ai ô hương si cô hàng e sơ Hàn Quốc drama ca in ki ca isio gremio Hàn Quốc drama ca chemi ich hai ô Supika Silin Hàn Quốc Jone In Chung E Nuku Nukurun Che In Choa Hiếu Cha Lin Big Bang In Che In Choa Hiếu Mersit Chan Hai Hiếu Mersit Chan Hai Hiếu Cái N đọc lên. Ok, bây giờ chúng ta nghe đoạn hội thoại nhé. (35과) 한국 드라마가 재미있잖아요. 대화 1. 나라고 지금 드라마가 시작돼요. 흥 씨, 빨리 오세요. 오, 김수현 씨 정말 멋있지 않아요? 우리 고향 친구들도 아주 좋아해요. 흐엉 씨 고향에서도 한국 드라마가 인기가 있어요? 그럼요. 한국 드라마가 재미있잖아요. 수피카 씨는 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? 저는 빅뱅을 제일 좋아해요. 멋있잖아요. 잠깐 방해 라이야. 35과 한국 드라마가 재미있잖아요. 대화 1. 나라고 지금 드라마가 시작돼요. 흥 씨, 빨리 오세요. 오, 김수현 씨 정말 멋있지 않아요?
우리 고향 친구들도 아주 좋아해요. 흐엉 씨 고향에서도 한국 드라마가 인기가 있어요? 그럼요. 한국 드라마가 재미있잖아요. 수피카 씨는 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? 저는 빅뱅을 제일 좋아해요. 멋있잖아요. 이제 mời các bạn đóng vai nhé. Bạn Ngọc đóng vai là Suvika, còn bạn Trang đóng vai là Hương nhé. 지금 드라마가 돼요. 흥 씨, 빨리 오세요. 오, 김소영 씨, 정말 멋있지 않아요? 우리 고향 친구들도 아주 좋아해요. 흥 씨, 고향에서도 한국 드라마가 인기가 있어요? 그럼요. 한국 드라마가 재미있잖아요. 수피카 씨는 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? 저는 빅뱅은 제일 좋아요. 멋있잖아요. 오케이. Bây giờ mời bạn bạn Trang đóng vai là Subiga, còn bạn Hà đóng vai là Hương nhé. 네. 지금 드라마가 시작돼요. 흥 씨 빨리 오세요. Trang ơi. Drama chứ không phải drama. 지금 드라마가 시작돼요. 흥 씨 빨리 오세요. 김수현 씨 정말 멋있지 않아요? 우리 고향 친구들도 아주 좋아해요. 흥 씨 고향에서도 한국 드라마가 인기가 있어요? 그럼요. 한국 드라마가 재미있잖아요. 수피카 씨는 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? 저는 빅뱅은 제일 좋아해요. 멋있잖아요. 네, 오케이. Bây giờ mời Hà đóng vai là Subika, còn mời bạn Ngọc đóng vai là Hương nhé. 지금 드라마가 시작돼요. 흥 씨, 빨리 오세요. 오, 김수인 씨, 정말 맛있지 않아요? 우리 고향 친구들도 아주 좋아요. 흥 씨, 고향에서도 한국 드라마가 인기가 있어요? 그럼요. 한국 드라마가 재미있잖아요. 수피카 씨는 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? 저는 빅뱅은 제일 좋아해요. 멋있잖아요. 오케이. 네, 우리가 các bạn có nghe thấy không ạ? Có. Từ vựng phần số 1 này chúng ta học về Hallyu, là làn sóng Hàn Quốc, làn sóng văn hóa Hàn Quốc. Thì làn sóng văn hóa Hàn Quốc nó gồm những cái gì? Hallyu nó gồm thứ nhất là K-pop. K-pop là K-pop ấy nhá. Drama là phim truyền hình. Yonghwa là phim. Umak program là những chương trình âm nhạc. Yenung program, Yenung program là chương trình tìm kiếm tài năng nhá. Thì tại sao Hàn Quốc lại như thế này? Bởi vì Hàn Quốc ngày trước ấy thì để mà ra ngoài thế giới thì dựa vào cái làn sóng văn hóa Hàn Quốc. Thứ nhất là phim ảnh, những cái idol
đi ra nước ngoài thì người ta sẽ thấy là ngày xưa chúng ta cũng thế thôi. Ngày xưa chúng ta thấy là diễn viên Hàn Quốc rất là đẹp đúng không ạ? Đẹp rồi thơ mộng này, rồi ai cũng muốn đến Hàn Quốc xem là tuyết rơi như thế nào. Thế tự nhiên là tạo ra một làn sóng là yêu thích về Hàn Quốc, người ta cố gắng người ta tìm hiểu. Những ai không có điều kiện là đi Hàn Quốc ấy thì người ta lại tìm hiểu những cái đó ở Việt Nam, ví dụ như là món ăn Hàn Quốc như thế nào, rồi tiếng Hàn như thế nào, người ta đang nói cái gì đấy. Hoặc có một số người là tôi nói là trong quá trình đi làm ạ, có những một số bạn học viên chỉ có là không biết phiên dịch nó dịch có đúng không, thế là đi học tiếng Hàn nha. Thế cho nên là cái làn sóng văn hóa Hàn Quốc thông thông qua là phim truyền hình này, thì thông qua cái K-pop, thông qua cái Yeneng program, những cái chương trình như là Bố ơi, Bố ơi mình đi đâu đấy, các bạn ngày xưa các bạn có xem không? Những đấy là những chương trình truyền hình thực tế, hoặc là những chương trình về âm nhạc. Mỗi lần idol từ bên Hàn Quốc sang Việt Nam tạo ra một làn sóng luôn nhá. Dương Hoa các bạn biết rồi. Ở Việt Nam chúng ta thấy là cái này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến 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 cái suy nghĩ, đến cái nhận thức của mỗi người. Chúng ta thấy là bây giờ như ngày xưa chúng tôi làm gì có ăn cơm Hàn đâu, bây giờ các bạn thích thì các bạn ra quán các bạn có ngay. Đúng không? Đấy là cái sự quan tâm về Hàn Quốc nó rất là nhiều. Và từ cái đưa những cái hình thức Hallyu này ra bên ngoài thì cái sự quan tâm của người nước ngoài về Hàn Quốc sẽ nhiều lên, từ đó sẽ kích thích về vấn đề kinh tế. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần số 1, phần số 2 chúng ta sẽ thấy là cái việc ảnh hưởng của Hallyu đến kinh tế Hàn Quốc như thế nào. Và tiếp theo là Yeoneun, là cái nghệ sĩ. Nghệ sĩ bao gồm ca sĩ là ca su. Ca sĩ. Dương Hoa PU. PU là diễn viên, Dương Hoa PU là diễn viên phim. Idol. Ok. Bây giờ các bạn đọc cho tôi một lượt cái này vậy ạ. Mời bạn Ngọc đọc trước nhé. K-pop drama Yeoneung Proku Yeoneung program Yeoneung program program mak program Dương Hoa Yeoneun ca su Dương Hoa Peo Aiton. Tiếp theo mời Trang. K-pop Yeoneung program mak program Dương Hoa drama Yeoneun ca su Dương Hoa Peo Aiton. Ok, mời Trang. Ta mời về Hàn. K-pop drama Yeoneung program mak program Dương Hoa Yeoneun ca su Dương Hoa Peo Aiton. Ok. Đây, channel. Channel đây chúng ta động từ tính từ, nếu mà danh từ có cụm đáy thì sẽ đi với y channel nhá. Nó có nghĩa là mà. Đây này. Mà rồi còn gì nữa? Đấy. Ví dụ em đã nói rồi mà. Em đã nói rồi mà. Hoặc là em đã ăn rồi mà. Em đã bạn ấy đi rồi mà. Thì chúng ta sẽ dùng cái này. Tức là khi nào chúng ta dùng trong cái văn nói của chúng ta có chữ mà thì chúng ta hãy dùng cái channel. Nhá.
Ví dụ đây ạ. Subikashi, để ra phóng to một chút. Subikashi chinkuturdo hanguke idol chua heo. Bạn của Subika cũng thích những idol Hàn Quốc chứ? Kurom yo, đương nhiên rồi. Kuredo, norego charago. Norego charago là hát cũng hay và mớ xít chà này mà rất là phong độ, rất là đẹp trai, rất là ngầu đúng không ạ? Câu số 2 này, bạn Hà dịch cho thầy giáo câu ở câu số 2 này. Chubare shopping haro. Miếng tung ấy khá là cái cuối tuần này đi shopping ở Miên Thông nhé. Miên Thông nhé, đúng rồi. Miên Thông 말고 다른 데에 가요. Miên Thông은 사람이 너무 많잖아요. Miên Thông cái gì gì đấy thầy, đi gì gì đấy. Còn câu sợ câu đó không ừ. Không gì được. Câu sau là tại vì Miên Thông quá là đông. Quá là đông người đúng không? Quá đông người. Tiếp đây ạ. À, Miên Thông mà vô. Mà là đừng nhá. Đừng đi Miên Thông. Tà đơn tê. Tê là nơi. Nhá. Tà đơn tê cà theo. Tà đơn kê tê khai hồ. Đừng đi đến Miên Thông. Hãy đi đến nơi khác. Tà đơn tà là khác. Tarente là nơi khác. Nhá, Tarente là nơi khác. Đừng đi Miên Tông, đi nơi khác đi. Miên Tông ơn. Và Miên Tông ấy, Saram, đồng lắm. Nào câu số 3. Trang đọc và dịch câu số 3. Si han si o nơi quê. In ha rơ an khao. O nơi si nơn na ri cha nào. Từ từ em đọc lại nhá. Liang chi onul we il haru angkayo. Liang chi onul we il haru angkayo. Oh, il haru angkayo, il haru angkayo. Thì nó có nghĩa là không đi làm việc, không đi làm. Hôm nay tại sao không đi làm? Onul suineun nal ichanayo. Suineun nal ichanayo, cả cụm này đọc cùng với nhau chứ không đọc là suineun nal ichanayo, như thế không ai hiểu được cả nhé. Trang đọc lại là Trang gửi cả hai câu nhé. Dian si o nui we in ha re an kao. O nui suineun nal ichanayo. O nui suineun nal ichanayo. Suineun nari chanayo. Suineun nari chanayo. Hôm nay là ngày nghỉ còn gì? Hôm nay là ngày nghỉ mà. Ok. Cái này khi chúng ta mà người ta cứ mình nói rồi nhưng người ta cứ lặp đi lặp lại, mình khó chịu thì mình sẽ dùng chanayo. Ví dụ như là thầy giáo hỏi cứ Trang ăn cơm chưa? Trang ăn cơm chưa? Thân nhập một cơ sơ không? Mặc trả này ô. Mặc trả này ô. Thầy giáo hỏi em chưa trả lời câu nào và em đã tức rồi á. Tức là như này, em cứ trả lời cho nên một cơ sơ không? Xong thầy giáo lại giả vờ không nghe tiếng. Trang một cơ sơ không? Trang lại bảo cho nên một cốt sôi hết kiên nhẫn rồi mới bắt đầu. Ô cho nên một cốt cha này ô. Hiểu chưa? Khi mà chưa khó chịu thì chúng ta sẽ không dùng là cha này ô. Yeah. Ok, chúng ta sang phần luyện tập ở đây ạ. Luyện tập đây ạ. 그림을 보고 알 맞은 말을 연결하세요. Chúng ta xem bức tranh và chúng ta sẽ nối với lời nói đúng ạ. Đầu tiên là số 1 là gì ạ? Dân hoa. Đây, hoa xuân đi ra. Dân hoa. Dân hoa. Số 2.
Drama. Chàng trai đến từ ngôn từ 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 trăng, từ mặt trăng. Các bạn đã Vì nhầm bao sao giờ? anh đến? Vì Vì sao sao đây anh anh đến à? đến? Đến vâng. Ồ. Đây là rõ ràng Mình trăng. rơi chứ. Đâu cái bức hình số 2 mà Ngọc? À, em tưởng là số 1. Bức hình số 2 nếu mà dịch đúng gọi là word by word ra là ta đây sơ là ở mặt trăng. Ôn là đã đến, cư tê là chàng trai. Chàng trai đến từ mặt trăng. Dịch ra là vì sao đưa anh tới đúng không? À, tiếp theo là cái này là thứ drama đúng không? Thứ drama. Tiếp theo, từ mặc show, các bạn biết show là gì không ạ? Từ mặc show. Đây này. Show diễn âm nhạc. Show diễn âm nhạc. Là gì ạ? Cái số 3 đối với cái gì ạ? Đúng mà Furukuren. Mặc Furukuren. dù em còn cuối cùng thì giống nhau đúng không? Dễ đứng từ đầu. Ok. Đây có hai câu thôi ạ. Các bạn đọc và dịch xong thì chúng ta chọn luôn. Rồi chúng ta học về cái cấu trúc câu là chả này ồ, chắc chắn là hai câu chả này ồ là câu câu đúng rồi. Thế bây giờ chúng ta thử dịch xem là câu hỏi và câu trả lời nó có nghĩa là gì nhé. Mời bạn Hà làm câu số 1 này. Dạ. Monica xin đi sao qua ở tiệm sơ sát sỏi si trang để sơ sát sỏi si trang nghi sa trang này Monica ơi, táo này thì bạn mua ở đâu thế? Táo mua ở chợ, chợ này rẻ mà. Không phải chợ này mà là ở chợ Chợ rẻ, ở chợ rẻ mà. rẻ. Chi Trang Y ta giờ này chợ rẻ mà chợ so với siêu thị thì rẻ ấy. Còn câu số 2 mời Trang nào. Tuan chi về usanun kachiko wasayo. Park geun boseyo ika o chanayo. Tuấn tại sao lại mang ô đến? Cái gì? Hãy nhìn ra bên ngoài, trời đang mưa mà. Ok. Pika Ochi này. Hagen Boseo, Pika Ochi này. Ok. Trời đang mưa mà. Ok các chúng ta sang phần hội thoại số 2. Theo Hoa Y. Các bạn đây, bạn Tuấn và Ly Han đang xem cái điện thoại đấy. Thì cuộc hội thoại này diễn ra như thế này à? Tuấn chi smartphone Xero sắp tới mới mua à? Smartphone chính là điện thoại thông minh nhé. Nhá. Smartphone Xero sắp tới. Tiếp theo, nè. Samsung chuẩn trai sơ. Samsung chuẩn trai tức là công ty Samsung ấy. Samsung chuẩn trai sơ. Daon. Xin chế phun yếu. Daon. Daon ta là cho ra đấy ạ. Nhá. Nó cho ra cái sản phẩm mới ạ. Vâng. Đây là cái sản phẩm mới. Mới ra đấy. Sản phẩm mới ra. Daon xin chế phun là sản phẩm mới ra. Từ công ty điện tử Samsung. Cho tôi hiệu phone hoặc quay ra tôi cũng cần phải đổi điện thoại.
그거 어때요? 에 너와 như thế nào? 화면도 크고, 화면 đây là màn hình. 또là cũng, 크고, 크 là to. 편리한 기능도, 편리한 기능 là những cái chức năng thuận tiện ấy. Thì bán cơ cấp thầy có vẻ nhiều. Đó. Có vẻ nhiều. Tiếp theo, 한번 봐도 돼요? 아, 저도 xem một chút được không? 네, 요즘 한국 휴대폰이 우리나라에도 많이 수입되는 것 같아요. 수입 là nhập khẩu, nhá. Vâng, dạo này điện thoại Hàn Quốc ấy, ở đất nước chúng tôi cũng nhập khẩu nhiều. Chê chinh cu dân tô mà đi sôi ổ. Chê là của tôi, chinh cu là bạn. Những người bạn của tôi cũng sử dụng nhiều. Sô là gốc của nó là sư đà đấy, thành sôi ổ ấy. Các bạn của tôi cũng dùng nhiều. Telephone이 한국의 대표적인 수출품이잖아요. Telephone là điện thoại này. Telephone 한국의 대표적인 한국 là Hàn Quốc, E là của Hàn Quốc, E là của Hàn Quốc. Telephone là đại diện. Telephone là cũng là đại diện. Suchunfum là những sản phẩm xuất khẩu. Channel là mà. Để điện thoại là cái sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu của Hàn Quốc mà. Đấy, cả câu này là như vậy. Bây giờ tôi mời bạn Ngọc đọc từ đầu đến cuối trước nhé, Ngọc nhé. Mời em. Wansi smartphone xe xe rô sát sơ yếu sang sang chân cha e sơ naun xin chêm bùm yếu cha tu hưu hưu theo phôn hưu theo phôn ưng bao qua a bao qua tuê tuê nâng tê cư ca y tuếu kỳ cơ y tuếu hoa miên Chỉ tô cơ ô téo cư cơ ơ téo huê miên tô cư cô biên ri hàn kỳ nâng tô ma nâng cớt cớt ca cớt cát tàu cứ cắt thay ô cớt cát cớt cát đào hàn pơn qua qua tô tuếu tuếu thăng lên pha tư kéo nè vô chung Hàn Quốc Hyundai Pony Uri Nara Eto Mạn Hi Su Ip Tuy Nên Cớt Cát Ayo Che Chin Cú Tân Tô Mạn Hi Sở Hyo Hyundai Pony Hàn Quốc Kê Theo Pô Chơ Kinh su chun pum y sao chả này nai ok mời Hà đọc lên Hà Hoa si smartphone zero sát sỏi nè sam epumi chưa tô hiu thế phun lên bắc qua ya tuyến lên tê cư cơ
저도 휴대폰은 바꿔야 되는데 그거 어때요? 화면도 기능도 맞는 것 같아요. 한 번 봐도 돼요? 네, 요즘 한국 휴대폰이 우리나라에도 많이 수입되는 것 같아요. 제 친구들도 많이 써요. 휴대폰이 한국의 대표적인 수출품이잖아요. OK, vừa nãy cái này, cứ cơ ở téo. Vâng ạ, em đọc là cứ cô ở téo. OK, mời Trang, Trang. 네, 또한 씨 스마트폰 새로 샀어요? 네, 삼성, 삼성 전자에서 나온 신제품이에요. 저도 휴대폰을 바꿔야 되는데 그거 어때요? 화면도 크고 편리한 기능도 많은 것 같아요. 한 번 와도 돼요? 네, 요즘 한국 휴대폰이 우리나라에도 많이 수입되는 것 같아요. 제 친구들 거 많이 써요. 제 친구들 또 많이 써요. 휴대폰이 한국의 대표적인 수준품이잖아요. 오케이. 수준품이잖아요. 오케이. 우리가 좀 강의 아니야? 대화 2. 두한 씨, 스마트폰 새로 샀어요? 네, 삼성전자에서 나온 신제품이에요. 저도 휴대폰을 바꿔야 되는데 그거 어때요? 화면도 크고 편리한 기능도 많은 것 같아요. 한번 봐도 돼요? 네. 요즘 한국 휴대폰이 우리나라에도 많이 수입되는 것 같아요. 제 친구들도 많이 써요. 휴대폰이 한국의 대표적인 수출품이잖아요. 대화 2. 두한 씨, 스마트폰 새로 샀어요? 네, 삼성전자에서 나온 신제품이에요. 저도 휴대폰을 바꿔야 되는데 그거 어때요? 화면도 크고 편리한 기능도 많은 것 같아요. 한번 봐도 돼요? 네, 요즘 한국 휴대폰이 우리나라에도 많이 수입되는 것 같아요. 제 친구들도 많이 써요. 휴대폰이 한국의 대표적인 수출품이잖아요. 그럼 이제 thầy đã mời Trang với bạn Hà đóng vai nhé. Bạn Trang đóng vai là Ly Han, bạn Hà đóng vai là Tuấn nhé. Để chúng ta nói về cái điện thoại mới. 두한 씨 스마트폰 새로 샀어요? 네. Samsung 전자에서 나온 신제품이에요. 저도 휴대폰은 바꿔야 되는데 그거 어때요? 화면도 크고 편리한 기능도 맞는 것 같아요. 한 번 봐도 돼요? 네, 요즘 한국 휴대폰이 우리나라에도 많이 수입되는 것 같아요. 제 친구들도 많이 써요. 휴대폰이 한국의 대표적인 수출품이잖아요. 오케이.
Chúng ta đây smartphone, chúng ta hiện tại chúng ta đang đều có smartphone đúng không ạ? Điện thoại thông minh nhé, smart. Đây chẳng qua là phiên âm của tiếng Anh thôi, smartphone. Thì từ vựng trong phần này chúng ta lưu ý là có hai chủ đề, đó là kiêng chê, mít, san ấp. Kiêng chê đây là kinh tế và san ấp là công nghiệp. Thì nó ảnh hưởng đến nhau đây các bạn. Công nghiệp ảnh hưởng đến kinh tế đúng không ạ? Công nghiệp tốt thì kinh tế phát triển đấy ạ. Nhưng mà tại sao lại kinh công nghiệp phát triển được? Thì ở Hàn Quốc ấy, người ta đưa cái trào lưu văn hóa Hàn Quốc đi ra ngoài thế giới theo cái đường đó, chính là đi qua các bộ phim, đi qua các idol đi lưu diễn trên toàn thế giới. Thì người ta thấy là ở Hàn Quốc cứ trên phim là cầm điện thoại rất đẹp đúng không? Các bạn ngày xưa xem phim Hàn Quốc thì biết rồi đấy. Mình nhiều khi mình ước mơ có một cái điện thoại đẹp đấy, hoặc sang Hàn để mua cái điện thoại. Đấy, thì tự nhiên là tạo ra cái nhu cầu cho người nước ngoài và tạo ra cái sự hâm mộ, sự mến mộ, sự yêu mến đến văn hóa con người rồi đất nước Hàn Quốc. Thì ở đây chúng ta lưu ý có một số cái từ vựng như sau. Suchurada. Suchurada đây là xuất khẩu. Như các bạn nhìn này, xuất khẩu này. Xuất khẩu thì người ta xuất khẩu là người ta chở lên tàu này, điện thoại này, ô tô này. Đấy là xuất khẩu đúng không ạ? Thế các bạn tại sao biết cái đoạn, các bạn nhìn thấy cái bản đồ Hàn Quốc ấy, một phần màu vàng, một phần màu xanh nhé. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi ạ. Cái phần màu vàng chính là Triều Tiên đấy. Còn phần màu xanh nó là Hàn Quốc ấy. Cái rơi dưới này, cái bánh rơi dưới đây là đảo Jeju đấy. Thì cắt ngang như thế này đấy ạ, nhé. Cho nên là đi vào Hàn Quốc chỉ bằng đường hàng không hoặc đường tàu biển thôi ạ, chứ đường bộ thì không có để đi vào Hàn Quốc đâu ạ. Nó là cái bán đảo và Triều Tiên ở phía trên nhé, còn Hàn Quốc ở phía dưới. Suchunfum đây là Suchunhada là xuất khẩu ạ. Suchunhada nhập khẩu là sẽ là Suiphada. Suiphada đây là nhập khẩu nhá. Thì chúng ta thành đuôi câu yo thì chúng ta có là gì ạ? Suchunheo và Suipheo. Tiếp theo, cái sản phẩm là chữ phum. Cho nên sản phẩm xuất khẩu người ta gọi là Suchunphum. Nhá. Sản phẩm nhập khẩu là Suipphum. Thế các bạn nhìn thấy này, xuất khẩu đi để ô tô, điện thoại này, mua về này, đồ hộp này, chuối này, dứa này, những cái trái cây nhiệt đới này không có này. Vì thế cho nên ở Hàn Quốc ấy, ăn chuối cũng đắt ấy. Nhá. Tiếp theo, Chân Chinh Quốc. Sơn Chinh Quốc ạ. Sơn Chinh Quốc đây là nước phát triển. Đó. Đây ạ. In In Tăng, Su Tức, Su Chun. Đây là cái biểu về cái lợi tức của một người. Còn In In Tăng, Su Tức, Su Chun đây là Kê Ban Đô Sang Quốc. Kê Ban Đô Sang Quốc đây là nước đang phát triển. Nhá. Nước phát triển thì người ta thu nhập rất là lớn. Một tháng người ta thu được khoảng độ 1.500 đến 2.000 đô. Nhưng Việt Nam thì tính là bao nhiêu đô, các bạn đi làm được bao nhiêu đô ạ? Bạn Hà giờ đi làm được bao nhiêu đô một tháng ạ? Của em là theo doanh số nó không thế không nhiều nhất gì. em được bao nhiêu? Tầm 750 á, 750 đô. 750 đô, khoảng độ 16-17 triệu. Ok, còn Trang đi làm chưa Trang? Em chưa. Đã bao giờ nhận lương chưa? Em rồi ạ. Rồi. Cao nhất em nhận được bao nhiêu? Chắc tầm tháng lương cao nhất ấy. 10 triệu. Cố gắng, ai cũng phải cố gắng thôi. Tiếp theo. Buyok này là mậu dịch, hoặc là chúng ta dịch là thương mại, mua bán lẫn nhau. Đấy là buyok. Và
Kinh tế phát triển. Kinh tế phát triển đây là kinh tế phát triển. Như ở Thái Nguyên ấy, từ lúc Samsung vào ấy thì kinh tế phát triển đúng không ạ? Cái chỗ chúng tôi dưới Phú Yên thì bây giờ lên thành phố rồi. Cứ trêu các học viên là bây giờ các em là gái phố, không phải là gái thị xã nữa. Ok. À, mời bạn Ngọc đọc từ đầu đến cuối 8 từ vựng này Ngọc ơi. Su chun ha ta. Su ip ha ta. Su chun pum. 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 Su chun pum. Pum. Su ip pum. Sơn chin cúc. Sơn chin cúc. Xe pan tô sang cúc. Kê 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 kê. Không phải xe mà là kê. Kê. Kê pan tô sang cúc. Tô sang. Mùi. Tô sang cúc. Mùi giấc. Kiêng chơ pan trơn. Kiêng chê. Kiêng chê. Kiêng chơ. Cái này cho học từ đầu. Kiêng chê pan trơn. Kiêng chê pan trơn. Kiêng chê pan trơn. Nào mời Trang đọc 8 từ vựng. Su chun ha ta, su ip ha ta, su chun phum, su ip phum, sơn chin cúc, kè ban tô san cúc, mu yếc, kiêng chê ban trần. Ok, mời Hà. Su chun ha ta, su ip ha ta, su chun phum, su ip phum, sơn chin cúc, kè ban tô san cúc, mu yếc, kiêng chê ban trần. Ok. Đây ạ. À, cái này thầy giáo sẽ viết cái ngữ pháp này dưới dạng là câu để các bạn dễ dùng này. Động từ đi bên nân. Câu cắt thả. Câu cắt thả hoặc là câu cắt thay ô đấy ạ. Nhá. Còn tính từ sẽ đi với n hoặc ưn. Câu cắt thả. Đấy. Như này các bạn dễ dùng không ạ? Thì đây là chúng ta có thể thể dịch là hình như đã làm việc gì đó, hay hình như làm việc gì đó. Ví dụ chúng ta nghe thấy bên ngoài trời ồn ồn đấy ạ. Ví dụ như kiểu tiếng mưa nhưng không biết phải mưa không thì chúng ta có thể nói là piga onen cứ gặp thầy onen onen cứ gặp thầy nhá. Các bạn hình dung nào ạ? Các bạn có hiểu không ạ? Các bạn có nhớ là onen động từ đi với nân cớt là cái gì không ạ? Động từ đi với nân cớt lại. Nó chính là định ngữ đấy. Nó chính là định ngữ đấy. Đây này. Hoặc đây này. Còn cát thà, cát là giống. Cát là giống, giống cát thà là giống như, hình như. Thì chúng ta chỉ việc ghép vào như vậy thôi. Nhá. Nếu tính từ mà không có phụ âm đáy thì sẽ thêm chữ n vào thành phụ âm đáy của tính từ đó. Còn nếu mà tính từ mà có phụ âm đáy rồi thì thêm ân cơ cắt thà. Nhá. Ví dụ các bạn thấy thầy giáo có tốt không chẳng hạn? Hà si, thân sinh niêm, chúa ai không? Thân sinh niêm chúa ai không? Ô thích cái áo. Sao em biết? Ừ. Sao em chắc chắn là thầy giáo là người tốt? Thì đối với một người lạ, đối với tôi có thể các bạn quen rồi, các bạn nghe người nọ người kia nói với tôi rồi trong một chuyện khác. Đối với người lạ thì chúng ta nói là gì ạ? Chôn. À nhá. Chôn cứ cắt hiểu. Chắc là tốt. Trước mặt tôi em có bảo chú ai ủ.
người khác hỏi cái ông trường chỗ đấy nào, hai chủ vẫn cứ khác thay đổi. Dạ, thấy nhá. Hoặc là chúng ta có thể hỏi là bạn này Hiếu này đi đâu? Hiếu này đi đâu? Dạ. Chip ơn cất cất cả cất 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 cả theo. Ý em muốn nói như nào? Cái đấy sai em ạ. Chip là danh từ, có phải động từ tính từ đâu mà cất theo. À. Hiểu đi đâu. Ý em nói tiếng Việt là như nào? Có phải gợi ý đâu? Ở nhà. Nếu ở nhà đã vào học đúng không? Nếu bạn ở nhà mà đã vào học bận đúng rồi, hoặc là bận, hoặc là chắc là đang đi làm, chắc là bận, chắc là đang ở công ty rồi đấy. Bận thì như nào cha? Bận nào. Bận ạ. À, thế bận là gì nhỉ? Quên. Làm việc ở công ty mới nào. Nào, bạn Hiếu hôm nay chắc là làm việc ở công ty. Hiếu si ô nên huê xa ế sơ in nâng cất cả thay em nói lại nè. Hiểu gì ô nên huê sai sơ in nâng cất cả thay ủ in là công việc, có phải là động từ đâu mà in nâng cất cả thay ủ il hát à? Em tập biết rồi. Hiếu si ô nên huê sai sơ in ha nên cơ ca thai ồ. Chính xác rồi ạ. Il il hát à mới là làm việc, chứ còn il nó chỉ là công việc thôi. Nó là danh từ. Ngày mai chắc là lạnh, nói như nào nhỉ? Bạn Hà làm câu ngày mai chắc là lạnh, còn bạn Trang sẽ làm câu ngày mai chắc là nóng. Thực tế Nay in chu un cất cả thai. Ok. Mời bạn Trang. Đúng nhau đấy. Đúng không? Nay in nơi in nơi in tớp không, tớp là sai rồi, tớ un cái chữ pờ nó gặp cái chữ ư kia thì nó biến thành u rồi, thêm chữ n tớ un cất cật theo tớ un tớ un này tớp tớ là tớ pờ này cất. Bỏ đi biến thành u. U thì không có cụm đáy thì thành tơ un cơ cắt hay rồi. Nhá. Nè. Ok. Bây giờ các bạn cùng nhau dịch mấy ví dụ dưới cho thầy giáo. Câu 1 bạn Trang làm, câu 2 bạn Hà này, câu 3 bạn Ngọc nhé.
모니카 씨, 화장품은 써야 하는데 어떤 게 좋아요? 이거 한번 써보세요. 싸고 좋은 것 같아요. 또 하나 이거 하나네. 한국의 인터넷은 정말 빠른 것 같아요. 맞아요. 그래서 컴퓨터나 휴대폰도 많이 수준하는 것 같아요. 조금 아 지금 날씨가 어때요? 스피카 씨가 금방 우산은 쓰고 왔어요. 비가 오는 것 같아요. 잠깐만. 자, 저기 장을 네, 좀 보래. 네. phải mua mỹ phẩm. Cái này phải mua mỹ phẩm như cái nào thì tốt? Đúng rồi, cái này Morikashi, tôi phải cần phải mua mỹ phẩm đúng không? Tôi gọi Morika, tôi cần phải mua mỹ phẩm, cái nào thì tốt? Thì trả lời như nào anh? Hãy thử dùng cái này vừa vừa hình như Ok. rẻ và tốt, Cái này rẻ và tốt. Chứ dịch là hình như nó hơi không đúng trong tình huống này. Mình là người bán hàng, hình như cái này rẻ và tốt thì không không ai. Cái này rẻ và tốt. Ừ. Tiếp theo câu thứ hai Hà. Internet ở Hàn Quốc chắc là nhanh ạ. Đúng Thực rồi, sự nhanh. vì vậy Thực sự nhanh nhỉ. sự nhanh nhỉ. Ừ. À, đúng rồi, vì vậy không phải. Vì vậy chắc là xuất khẩu nhiều máy tính và điện thoại. Wow, mời Ngọc, câu số 3. Bây giờ thời tiết thế nào? Đúng rồi. À, Subika, các bạn Subika ấy, Subika. cơm bang là vừa xong, cơm Sang bang là vừa xong nhé. u sa nó cứ ô À, pang cơm là vừa xong, cơm usanen tsugo wasoyo, vừa chỉ những cái ô vừa đội ô đến. vừa đội ô đen, chắc Ok, là trời đang mưa. trời đang mưa. Ok, ở phần bài tập luyện tập ở phần bài phần số 2 này thì chúng ta có các sản phẩm và các cái phương pháp mậu dịch đây ạ. À, chúng ta điền vào đây chọn từ phần Poki để cho vào phần trên ạ. À, ở số 1 chúng ta sẽ chọn từ gì ạ? À, số 1 chọn từ Su gì các bạn? chun Suchunara rồi. Số 4. chun đâu nhỉ? Su ít hả? Suy hả bà? Câu cái ô số 2. Su chun pum. Ok. Câu số 5. Su ít pum. Suy cùng đúng rồi. Cái số 3. Sơn chim cúc. Nè, Sơn Trung Cúc. Còn cái số 6. Kiêng chê ban trời. U sang cúc. Kế bang tô sang cúc. Đây, và tiếp tục chúng ta có hai câu. Bạn Hà sẽ làm câu 1 và bạn Trang sẽ làm câu 2 nhé.
Monica 씨는 항상 주말에 친구들은 만나요. 저희 모라 친구가 아주 많은 것 같아요. Okay. Câu số 2 mời Pangka Skamachik. Pangka si Pangka si ka Hankuk ke senior ki mani nen rot soyo. Từ từ em ơi, Hankuk xin liếc chứ không có Hankuk ke xin liếc đâu ạ. Hankuk xin liếc. Xin liếc ki mani nư rớt sòi ồ đây là đã tăng, mani là nhiều, xin liếc đây là năng lực, thực lực đấy ạ. Xin liếc được tính là thực lực đấy. Han Google là tiếng Hàn, Pangkasi là cái bạn tên là Pangka, bạn Pangka dạo này tiếng Hàn giỏi thế, đã tăng lên nhiều đấy. Yo chum Han Google lên Yon si Han Google em ơi. Han yochum Han Google run. Yon sim hi kongbu ha. Hanun geot ga soyo. Geot ga tayo. Geot ga soyo đâu. Em đọc đâu đấy? Đọc lướt thế. Trang đọc lại hai câu này, cái câu hỏi và cái câu trả lời này. Pangka si ka Hankuk senior ki mani nư rớt soyo. Đọc lại câu đấy này em. Pangka si ka Hankuk senior ki mani nư rớt soyo. Nư rớt sòi ồ. Và là câu trả lời này. Yo chum Han Quốc cơ nên Yên sim hi công bu ha nên cực cả thay ồ. Ok. Đấy, bây giờ phần Ăn lưu này, cái phần này chúng ta thế cái này, nếu mà chúng ta học được cái này thì chúng ta đã thi topic được tầm topic 3. Bà Hà về nhà dịch cái này xong rồi thì gửi bài dịch cho thầy giáo nhé. Vâng. Trang có thời gian Trang dịch nhé. Ở đây chúng ta tiếp tục là chúng ta trao lưu du lịch Hàn Quốc. Đây ạ, trào lưu về du lịch văn hóa Hàn Quốc. Đây, ví dụ như các bạn đi sang đảo Nami chẳng hạn, cái nơi mà quay phim, cái bộ phim Bản tình ca mùa đông. Và mùa đông ở đảo Nami ấy, xong nó thành nơi nổi tiếng luôn ạ. Sau làn sóng Hàn Quốc, số lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc đã tăng mạnh trong thập kỷ qua. Đó. Rồi những cái địa điểm phát sóng với những bộ phim như là Kiêu Dương Ga này, Bản tình ca mùa đông này nhá, phát sóng vào đầu năm 2000 bắt đầu làn sóng Hàn Quốc ở châu Á, nó đã lan rộng khắp thế giới và sau đó được xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc và được người hâm mộ yêu thích ở nước ngoài. Kể từ đó, Nami Seom là một trong những địa điểm tập trung, đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng vì những người hâm mộ nước ngoài. Gần đây cùng với sự thành công đặc biệt của Pierre Sơ Ôn Cứ Đề, đến từ ngôi sao gì đây này? Vì sao đưa anh tới hả Trang?
Đấy. Thành công ở Trung Quốc thì các địa điểm quay phim như là Cơ Chê Tô, là cái đảo Cơ Chê, rồi Incheon và Kaohsiung giờ đây đã trở thành những điểm hút khách du lịch nổi biến, phổ biến. Hơn nữa các cơ quan du lịch cung cấp các tour du lịch theo chủ đề. Đấy, do đó khách du lịch có thể trải nghiệm chương trình bằng cách đi dạo quanh các địa điểm tham quan du lịch, có cà phê tại quán cà phê nơi các nhân vật chính ăn và uống. Đó, và nơi có gà với bia cái gì đây. Đó. Tháng 5, ngày càng nhiều du khách nước ngoài tới các cửa hàng bách hóa của Hàn Quốc như là Tung Te Moon và Myeong Dong. Tung Te Moon là cái con phố rất là lớn, Myeong Dong tương tự như vậy, với sự quan tâm ngày càng tăng đối với quần áo và trang phục túi sách của người Hàn Quốc. Theo đó, các cơ quan du lịch đã phát triển và dọn dẹp các gói đã dọn dẹp bên ngoài ngành tour dịch vụ lại, bao gồm các buổi hòa nhạc K-pop, K-pop ấy, hoặc đi du lịch theo chủ đề dựa trên phim và các bộ trên phim Hàn Quốc. Tức là người ta dạng kiểu như là những cái địa điểm quay phim thì trở thành những địa điểm nổi tiếng để cho người khách du lịch nước ngoài đến thăm ấy ạ. Nhá. Sơ qua như vậy, cái này tôi chỉ thời gian tôi dịch lại cho hợp lý hóa. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần EBS cuối bài nhé các bạn nhé. Các bạn ơi. Nè. Rồi, chúng ta chuẩn bị làm cái này nhá. Trang, Hà và Ngọc có ở đây hết chưa ạ? Rồi. Rồi, ok nhá, để làm nhá. Phần nghe trước ạ, phần tức kỳ.35과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 리한 씨는 한국 연예인 중에 누구를 좋아해요? 리한 씨는 한국 연예인 중에 누구를 좋아해요? 2번 한국의 대표적인 수출품은 뭐예요? 한국의 대표적인 수출품은 뭐예요? 3번 투안 씨는 한국의 예능 프로그램을 참 좋아하네요. 뭐예요? 3번 투안 씨는 한국의 예능 프로그램을 참 좋아하네요. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 투안 씨, 이제 곧 제가 좋아하는 음악 프로그램이 시작되는데 같이 볼래요? 네, 좋아요. 투안 씨도 한국 노래를 좋아해요? 그럼요. 한국 노래를 자주 들어요. 그럼 우리 토요일에 같이 콘서트 보러 갈래요? 좋아요. 저도 콘서트에 가보고 싶었어요. 음악 프로그램이십시오. 투안 씨, 이제 곧 제가 좋아하는 음악 프로그램이 시작되는데 같이 볼래요? 네, 좋아요. 투안 씨도 한국 노래를 좋아해요? 그럼요. 한국 노래를 자주 들어요.
그럼 우리 토요일에 같이 콘서트 보러 갈래요? 좋아요. 저도 콘서트에 가보고 싶었어요. chúng ta làm luôn phần đọc đi các bạn nhé, để các bạn để cho 5 phút đi, 5-6 phút đi. Đọc hơi nhiều chữ tí nhé. 27 37 thì đó cho đến 35 nhé. 8 là 35.
Các em ơi xong chưa? Xong chưa nhỉ? Rồi ạ. Rồi. Bây giờ mời các bạn đọc đáp án nhé. Hà đọc trước, Trang đọc trước này. Câu 1 đến câu 3 là 3 2 1. Rồi. Câu 4 5 là câu 2 1. Câu 1 đến câu 3 là nên đọc là 4 5 à 4 2 4. Còn câu 4 với câu 5 là 3 với 3 với 2. À, đáp án thế nào Hà ơi? Vâng ạ. Từ câu 1 đến câu 5 phần đọc hiểu ạ. 3 à phần nghe ạ. 3 2 1 2 1 ạ. Phần đọc hiểu từ câu 1 đến câu 5 là 4 2 4 3 1 ạ. Rồi Ngọc. Ngọc ơi đáp án Ngọc ơi. 3 1 4 3 4. Đọc thì 4 2 4 1 3. Thế nhá, câu 1. Câu phần đọc này. Ý 3 đúng ạ. Câu 2 là cái sản phẩm nào là sản phẩm tiêu biểu của Hàn Quốc xuất khẩu, đó là câu thứ hai nhá. Ngọc câu này sai nhá. Tiếp theo câu số 3, vì sao bạn lại thích cái chương trình Genung Program thì là D. Bạn thích chương trình Genung Program à, vâng, vì nó gì ạ? Vì nó thú vị mà. Cái này ý 1, nó cũng sai tiếp rồi. Tiếp theo câu số 4 và câu số 5 thì ở đây hai người này đang nói về chủ đề đó là Hàn Quốc. Ý 2 đúng ạ. Đọc nhá. Hai người này bây giờ sẽ làm việc gì? Hai người này đã sẽ xem TV nhá, chứ không phải đi côn sức thử gì đâu ạ. Ý 3 đúng ạ. Người ta rủ cuối tuần làm gì? Cuối tuần đi xem côn sức thử cơ mà. Nhưng người câu hỏi đó là hai người này bây giờ sẽ làm cái gì? Các bạn đừng quên trước bây giờ này. Nhá. Bây giờ là ngồi xem TV. Nào câu phần đọc ạ. Câu 1 thì chúng ta chọn là Kim Chae Van Jeon, ý 4 ạ. Tất cả đều đúng ạ. Câu 2 chúng ta chọn là Hangguk Noraeun Joa Hamnida. Bạn này bạn rất thích hát. Câu 2 tất cả đều đúng ạ. Câu 3 ý 4 ạ. Năm 2000 thì cái sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu là điện thoại, đúng không? Hiu Tia Trơn Hoa. Đây này. Hiu Tia Trơn Hoa na, computer wa, katteun jeonja jaepum sujuni, jeurasseumnida. Tức là vào năm 2000 đến vào những năm 2000, từ những năm 2000 ấy thì những cái sản phẩm như là Hiu Tia Phone này, computer này, katteun jeonja jaepum Sutufumi, những cái xuất khẩu của những cái sản phẩm điện tử giống như là máy tính hoặc là điện thoại ấy, thì đã tăng nhiều từ năm 2000. Thì có mỗi câu này đúng ạ. Hangugun Suipun Mani Hamida. Cái này chỉ nói về Sutun chứ không nói về Suip. Cho nên câu số 1 không đúng. Năm 1980 thì là Sutuni Chonyo Ahesmida. Năm 1980 là không có một tí xuất khẩu nào. Mà rõ ràng đây là 1980 này. Than Su Han Cho Rip Su Chun. Năm 1990 thì Cho Rip Che Phum Ma Ni Su Chun Hết Su Vida. Cái đấy của năm 1980 chứ không phải là 1990. 1990 là ô tô cơ mà. Cho nên câu số 3 này 4 đúng ạ. Tất cả đều đúng. Câu 4 đến câu 5. Câu 4 chúng ta chọn là ý 3.
유럽과 미국에서도 인기가 있다. 네. 유럽과 미국까지 큰 인기를 얻고 있고. 네. Các bạn biết ớt là gì không ạ? Các bạn? Không. Ớt là nhận được. Nhận được sự mến mộ. Inkiren ớt tả là nhận được sự mến mộ. Cái này là số 3. Câu 5 thì chúng ta chọn ý số 3. 한국 음식에 대한 관심이 많아졌다. 네, sau khi mà cái Hàn lưu ấy, cái ảnh hưởng, cái sự ảnh hưởng của Hàn lưu là cái gì? Hãy chọn cái ảnh hưởng của Hàn lưu. 한국어를 배우는 사람이 없다. Không có người nào học tiếng Hàn. 음악보다 드라마가 인기가 있다. Trong này không so sánh giữa âm nhạc và drama, xem cái nào là hâm mộ hơn. 한국 음식에 대한 관심이 많아졌다. Có sự quan tâm nhiều đến đồ ăn Hàn Quốc. 음식이나 한국어에 관심도 같은 높아져서 많아졌다 hoặc 높아져서 giống nhau. 한국으로 여행 오는 사람이 많지 않다. 많지 않다 đây là những người đi du lịch Hàn Quốc ấy thì không nhiều. Những người mà đi du lịch Hàn Quốc thì không nhiều. Thì cái ảnh hưởng của Hallyu đó là cái thứ ba, đó là người ta quan tâm nhiều đến món ăn Hàn Quốc. Nha. Vị trí ở đây thì chúng ta có bạn Ngọc là được 5 điểm. Ngọc nhé. Ngọc đúng 5 câu, 4 câu phần đọc và 1 câu phần nghe. Bạn Hà được mấy? Hà được 9. 8 hay sao thầy ạ? Em sai không? Hà sai cả câu 5 phần nghe. Vâng. Sai câu 5 phần nghe và câu 5 phần đọc. Còn 8. Trang cũng được 8. Trang cũng câu 5 phần nghe và câu 5 phần đọc. Ok, hôm nay chúng ta học đến đây các bạn nhé. Các bạn thấy EBS càng ngày càng khó chịu chưa? Ôi. Đi thi nó kiểu những đoạn như này này. Đi thi xuất khẩu lao động này. Thế này. Nhá, khoảng như thế này này. Đây là có một số câu, những số câu như thế này khoảng độ kiếm khoảng độ 50%. Khoảng độ 10 câu gì đấy. Còn những câu khác nó cũng như câu trên này, đọc đoạn văn rồi thêm câu này hoặc điền từ vào chỗ trống này, hoặc là cái này là cái gì, ví dụ người ta cho bức hình, ví dụ như đây là quyển sách chẳng hạn, thì hỏi người ta hỏi là cái này là cái gì, mình chọn check là được đấy. Ok, hôm nay chúng ta kết thúc bài học ở đây, và từ ngày mai thì chúng ta sẽ học về cái phong cách làm việc ở tại các doanh nghiệp Hàn Quốc nhé. Ok các bạn. Các bạn có hỏi gì không ạ? Không. Không ạ. Ok, không, chúng ta nghỉ đi ạ. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày mai nhé. Ok, suwa seo. Ê, nhau seo. Đấy. Anh nghĩ chung mô sinh. Đấy, cảm ơn mì già.